Mến chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã trở lại với kênh Hoa Lan Hiếu Nghĩa của em nhé. Hôm nay em có lên một số hoa lan chớp giá rẻ cả nhà. Mời cả nhà sưu tầm qua số điện thoại là 0919414838 hết cả nhà. Em cảm ơn cả nhà đã ủng hộ em trong những clip trước. Em bắt đầu lên mã số 1 hết cả nhà. Và đầu tiên là mã số 1 hết cả nhà. Là một chậu pin cánh tròn đang nụ, là hai thân zin, mà một thân nó dài được khoảng được là 23 cm, và thân kia nó dài khoảng được 17 cm. Chậu pin cánh tròn đang nụ zin mã số 1 em bán với giá là 550k hết cả nhà. Và tiếp tục em lên mã số 2. Và tiếp tục em lên mã số 2. Mã số 2 là một chậu cam thuận hết cả nhà. Một chậu cam thuận, một thân già với một mầm. Chậu cam thuận này thì thân già nó dài được khoảng được là 18 cm. Và cái mầm hiện tại của nó là dài được khoảng 3 cm hết cả nhà. Chậu cam thuận này là cộng thân già nó đã khai thác hết hai mắt rồi. Là chậu cam thuận mã số 2 em bán với giá là 950k hết cả nhà. Và tiếp tục đem lên mã số 3. Mã số 3 là một chậu đỏ tím, một thân và một mầm. Một thân nó dài khoảng được là 17 cm, và cái mầm hiện tại nó đang dài được khoảng 3 cm. Chậu đỏ tím này đã cắt một mắt rồi ha cả nhà. Chậu đỏ tím mã số 3 em bán với giá là 290k ha cả nhà. Và tiếp tục em lên mã số 4. Mã số 4 của mình là cũng là một chậu đỏ tím, một thân nó dài khoảng được là 18 cm, và thân kia nó dài khoảng được là 12 cm. Chậu đỏ tím hai thân zin em bán với giá là 500k ha cả nhà. Chậu đỏ tím hai thân zin với giá là 500.000. Mã số 4. Và tiếp tục em lên mã số 5. Mã số 5 là một chậu đồng tiền xưa hai thân zin. Một thân nó dài khoảng được là 10 cm, và thân kia nó dài khoảng được 7 cm. Chậu đồng tiền xưa hai thân zin, cái lá ngọn đầu nó hơi xấu một tí, do nó bị gì đó, nó bị con gì cắn, cái lá nó hơi xấu một tí. Chậu đồng tiền xưa hai thân zin này em bán với giá là 220k ha cả nhà. Và tiếp tục em lên mã số 6. Số 6 là một chậu lửa vuông. Một chậu lửa vuông là một thân già nó dài khoảng được 16 cm, và cái mầm của nó hiện tại phần dài là khoảng được 3 cm. Chậu lửa vuông này thì cái một thân già nó đã khai thác hết một mắt rồi ha cả nhà. Chậu lửa vuông này em bán với giá là 290k. Và tiếp tục em lên mã số 6. Và tiếp tục em lên mã số 7. Mã số 7 là một chậu đồng tiền xưa, gồm có hai thân già và hai mầm. Chậu đồng tiền xưa mã số 7 em bán với giá là 120k. Và tiếp tục em lên mã số 8, cũng là một chậu đồng tiền xưa, một thân già và hai cái mầm. Hai cái mầm là nó đang đi hai hướng nha cả nhà. Là em bán với giá 130k. Và tiếp tục em lên mã số 9. Mã số 9 là một chậu pin cánh tròn, nó đi hai hướng, hai thân già và hai cái mầm. Chậu pin cánh tròn mã số 9 là một thân già nó dài được khoảng là 15 cm, và một cái mầm nó dài khoảng được 4 cm,
Và một cái thân già kia thì nó dài phẳng được là 14 cm và cái mầm nó dài phẳng được là 10 cm. Chỗ pin cánh tròn mã số 9 em bán với giá là 340k ha cả nhà. Và tiếp tục em lên mã số 10. Mã số 10 là một chậu chớp AB. Một chậu chớp AB, một thân nó dài khoảng được 9 cm và đang lên cái mầm rất là đẹp. Bộ rễ thì rất là đẹp, khỏi phải bàn rồi. Bộ rễ này thì rễ nó rất là nhiều, đang đi rất là khỏe. Chậu chớp AB mã số 10 em bán với giá là 250k ha cả nhà. Mời cả nhà sưu tầm em qua số điện thoại là 0919414838 ha cả nhà. Cả nhà có thể gọi điện thoại cho em hoặc có thể nhắn em qua Zalo, em sẽ gửi hình ảnh trực tiếp cho cả nhà cùng xem. Em cảm ơn cả nhà đã ủng hộ em trong thời gian vừa qua.